Tối ngày 8 tháng 5, nhiều thực khách đến thưởng thức món ăn tại quán lẩu lòng bò Tú Bệu, thịt nghé tươi Tây Đô tại đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, không khỏi đỏ mặt khi được dàn nhân viên mặc bikini mát mẻ phục vụ tận tình. Trước sự phục vụ tận tình, chuyên nghiệp của dàn nhân viên trẻ đẹp, sở hữu những thân hình nóng bỏng, không ít những thực khách lạ ghé qua cảm thấy ngượng ngùng. Ngoài nhiệm vụ rót bia, bưng đồ ăn, các cô còn biết chiều và làm hài lòng thực khách bằng những nụ cười gợi cảm. Bữa tiệc lạ lùng này thu hút được khá đông thực khách đến nhà hàng. Theo quan sát của phóng viên, dàn nhân viên ở đây tuổi đời còn khá trẻ, cô nào cũng cao ráo, xinh xắn và khá hấp dẫn. Điều làm thực khách khi đến nhà hàng không khỏi bất ngờ là những cô nhân viên ở đây chỉ diện trên mình duy nhất bộ bikini hai mảnh khá gợi cảm. Họ đi lại xung quanh nhà hàng hết sức tự nhiên, không hề có một chút e dè hay ngượng ngùng. Cảnh dàn nhân viên ăn mặc mát mẻ, lượn đi lượn lại khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến những PG mặc bikini ở siêu thị điện máy Trần Anh mà báo chí đã đưa thời gian qua. Liệu đây có phải là một chiêu tạo scandal câu khách của nhà hàng hay không? Và liệu nhà hàng ăn này có vi phạm quảng cáo trái thuần phong mỹ tục giống như siêu thị Trần Anh hay không? Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.